Bây giờ này thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta sẽ nói với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đụng chạm đến mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con đang khao khát Ngài, và từ cõi lòng sâu thẳm này, chúng con xin thần linh của Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong căn phòng này. Xin mỗi đời sống của chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu thay. Và xin Chúa, thánh linh của Chúa và huyết máu của Chúa Giêsu Christ, xin Ngài sẽ thanh tẩy mỗi đời sống của chúng ta. Và hãy nói với Chúa, lòng của chúng con khao khát cho chúng con được gặp gỡ chính mình Ngài ở tại nơi đây. Lạy Chúa là đấng là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả cho mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con khao khát đến ở trong sự nhiệm của Ngài. Chúa xin Ngài kéo chúng con đến gần với Ngài hơn nữa. Chúng con cầu nguyện xin huyết máu của Chúa Giêsu Christ, xin Ngài thánh hóa mỗi đời sống của chúng con, Chúa ơi. Xin Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi trên đời sống của chúng con. Và trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con công bố, xin Ngài chặt đứt tất cả những quyền lực của sự tối tăm ra khỏi đời sống của chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con công bố, chặt đứt tất cả những sự rủa xả ra khỏi mỗi đời sống của chúng con. Và trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con công bố, quyền năng phép lạ của Chúa tiếp tục được phóng thích cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, ai trong phòng con đang có những sự khó khăn, thiếu thốn, xin Chúa Ngài tiếp tục cung ứng. Ngài là Jehovah Jireh, Ngài là đấng sẽ cung ứng tất cả mọi nhu cầu trong mỗi đời sống của chúng con. Hãy nói với Chúa, hãy tiếp tục bày tỏ lòng của chúng ta trước mặt Ngài. Xin cha khiến cho mọi lòng
Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con có cái gì Ngài đến ban đưa sống tương lai chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng nhiệt nhớ đến với Chúa với tâm lòng bơ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Chúa, chúng con khao khát Ngài, chúng con đang trông đợi từ Chúa. Ôi Thánh Linh Chúa, Ngài đến và đụng chạm đến muôn đời sống của chúng con. Ôi Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dẫy cho muôn đời sống của chúng con. Chúng con cảm nhận được sự yên của Ngài. Chúa, xin Ngài mở mắt chúng con để chúng con thấy sự vinh hiển của Ngài đang đầy dẫy ở thành ở đây. Hallelujah. Chúa, chúng con khao khát Ngài. Con đang trong đời Thánh Linh của Chúa ơi, giống như những rừng vùng đất khô hạn đang trong đời cơn mưa. Và Chúa ơi, xin Thánh Linh Ngài tiếp tục đầy dẫy cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa, xin Ngài thăm viếng mỗi đời sống của chúng con. Chúa, xin Ngài sức giàu cho mỗi đời sống của chúng con. Và đặc biệt Chúa, chúng con ao ước được nghe tiếng phán của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, ai trong vòng con đang có những sự cay đắng trên đời sống của mình, Chúa ơi, xin Ngài đến và dùng tình yêu của Ngài để cắt ra tất cả những sự cay đắng ra khỏi đời sống của chúng con và lấp đầy tình yêu của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, ai trong mong con đang có những tư tưởng bệnh tật, những tư tưởng lúc nào cũng muốn báo thù hay là rủa sáng những người khác bởi vì những thương tổn mà họ đã gây cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa xin Ngài đến thăm viếng mỗi đời sống của con và xin Ngài làm mới lại tâm tư của con, làm mới lại tâm hồn của chúng con, làm mới lại tư tưởng của mỗi đời sống của chúng con. Để rồi chúng con sẽ bắt đầu chúc phước cho những kẻ, cho những người đã làm hại mỗi đời sống của chúng con. Và chúng con sẽ bao dung họ, chúng con sẽ tha thứ họ và chúng con cầu nguyện cho họ. Hallelujah. Chúa xin rằng Ngài tiếp tục đến với mỗi lòng của chúng con. Những tấm lòng đang khao khát nông trong đang trong đời Ngài. Hallelujah, hallelujah. Hỡi Chúa, chúng con khấn khiết xin Ngài đến ban ơn sống tương lai chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng nhiệt nhớ đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Come on, just pray and intercede for one another right now. Xin mỗi đời sống của chúng ta hãy hướng lòng về Chúa và bắt đầu cầu thay cho bà anh chị của chúng ta. Would you please just extend your hand to the person on your right, on your left, in front or behind you, and begin to pray a prayer, a blessing upon the life of those people and their family. Và chúng ta có thể đưa tay lên đối với những người đứng trước chúng ta, người đứng sau chúng ta, là bên phải, bên trái chúng ta, và cầu nguyện xin Chúa Ngài chúc phước cho chính đời sống của người đó và gia đình của người đó. Và cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục tuôn đổ và cho chúng ta có những lòng khao khát nhiều hơn nữa. Hallelujah. Ask God to continue to give us a hunger for more of Him, a hunger for more of Him. Just take a moment right now and begin to pray for one another. Và giờ này chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian để chúng ta cầu thay cho nhau. Pray that we will love God more and more and more upon our life. Và hãy cầu nguyện Chúa cho con yêu mến Ngài nhiều hơn nữa. Pray that God is going to use every one of you and I in a mighty, mighty way. Và hãy tiếp tục cầu nguyện Chúa xin Ngài sử dụng mỗi đời sống của chúng con và sức giàu trong mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah. Come on, just take a moment right now. And if any one of you, one of us have sickness, and right now, let us pray in the name of Jesus that God is going to bring the healing upon our life.
Và nếu ai trong chúng ta đang có những sự bệnh tật trên chính đời sống của chúng ta, và chúng ta hãy ngay tại giờ phút này sẽ cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ, xin Ngài sẽ đem đến những sự chữa lành cho mỗi đời sống của chúng ta. Hallelujah, hallelujah. Hãy đến với Chúa ngay tại giờ phút này và hãy lớn tiếng cầu thay trong ba anh chị em và cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, con cái chúng ta, hậu duệ chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta. Not only we pray for other people, but we also begin to pray for our brothers and sisters, for our children, for our spouse, for our family, for our grandparents, and our relatives and any close people who are close in our family. Also begin to pray for our neighbors, that they can also experience the power of God in their life. Come on, just lift up our voice, lift up our hand together in prayer right now. Hãy hướng lòng và đưa tay chúng ta lên và chúng ta sẽ tiếp tục nhờ khen và thờ phượng Chúa. Father, we just come to you right now and we thank you, Lord. We thank you for your everlasting love. We thank you that you are a great and a good God in our life. Chúa, giờ này chúng con đến với Chúa, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng trong mỗi đời sống của chúng con. Và sự tốt lành của Chúa Ngài tiếp tục được bày tỏ trong mỗi đời sống của chúng con. And your goodness will continue to overflow in our life and more of your presence right now in the name of Jesus. Và trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện. Chúa ơi, xin sự hiện của Chúa Ngài tiếp tục đầy dẫy ở trên mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah. And that we continue to enthrone you, that we continue to magnify your name, để cho mỗi đời sống của chúng con tiếp tục suy tôn Ngài, ngọt thơ phương Ngài, chúng tán danh của Ngài. Hallelujah, hallelujah, come on. We love you, Lord. We worship you, Almighty God. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are. Standing here in the midst of all.
bên ngôi Giê-xu lòng con có ai. Bên ngôi Giê-xu con chúc con danh Ngài. Vua Giê-xu ơi, xin đến cai chia lòng ở luôn với tâm hồn chúng. All of our heart, all of our soul, all of our strength, all of our mind. Chúng ta hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức mạnh lời khen Yeah, và Đức Chúa Trời của chúng ta. You want to raise your hand, you want to raise your voice, go ahead and do so. Nếu quý vị muốn giơ tay lên và cất tiếng lời khen Ngài, hãy tự do. You want to dance in the presence of the Lord. You want to sing a new song from the Lord. Quý vị muốn nhảy, muốn hát một bài ca mới cho Chúa. You want to sing in the Spirit, muốn hát thờ phượng trong Thánh Linh. You want to speak in tongues and declare the praises. Muốn cầu nguyện trong tiếng mới và công bố những sự thánh khiết của Chúa. Hãy tự do đến với Chúa. Just feel free in the presence of God. Jesus. Proclaim you are King, standing here in the midst of all. We raise you up with our praise. Yes, God sing on high. Come on. Và lòng con hôm nay hiện hữu xưa chính nơi con còn thờ. Hỡi Chúa lắng nghe bao lời Ngài khen. And as we worship, feel that throne. Come on, say together. Hallelujah.
Continue to search the presence of God. Hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Amen. Allow God to speak to every heart of us. Amen. Và xin Chúa hãy phán với mỗi lòng của chúng. Xin mời bà mục sư Hữu, xin máy ghi âm để cầu thầy cho một cái sống. Amen.